Xin chào các gia đình đã đến với chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu. Hôm nay bác sĩ Dung sẽ chia sẻ về đề tài nổi mẩn đỏ ở trẻ sơ sinh. Định nghĩa của mẩn đỏ là gì? Mẩn đỏ là các cái dạng thương tổn ở trên da, có thể là ở dạng sẩn, dạng mề đay hay là các cái mụn nhỏ li ti. Đa số các dạng thương tổn này đều là các cái thương tổn lành tính và có thể tự giới hạn được. Vậy những cái nguyên nhân nào có thể gây ra tình trạng mẩn đỏ ở trẻ sơ sinh? Thứ nhất có thể kể đến đó là tình trạng mụn sữa hay mụn trứng cá ở trẻ sơ sinh, với cái đặc điểm là các cái sẩn đỏ viêm và các cái mụn mủ giống như là mụn trứng cá, thường xuất hiện ở vùng mặt và vùng trán và không gây khó chịu gì cho bé. Thứ hai là tình trạng nổi rôm sảy, thường xuất hiện vào những ngày hè nóng nực, với các đặc điểm là các cái sẩn đỏ, bên trên là các cái mụn nước, cũng có thể là đôi khi bắt gặp những cái mụn mủ xen kẽ với nhau nhỏ li ti như đầu đinh ghim, có thể mọc thành đám hoặc là mọc dày đặc. Thường khi bé có xuất hiện rôm sảy sẽ gây ra cái tình trạng ngứa ngáy, khó chịu và bé quấy khóc nhiều. Vị trí thường gặp đó là vùng mặt, vùng cổ, vùng lưng, vai và các nếp gấp trên cơ thể của bé. Thứ ba là nguyên nhân gây ra nhiễm trùng da, thì tùy thuộc vào các tác nhân gây ra nhiễm trùng, ví dụ như là vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng thì bé sẽ có những cái thương tổn trên da khác nhau. Tuy nhiên các thương tổn này có những cái đặc điểm chung đó là sẽ có thể vùng sưng, nóng, đỏ, đau, cái vùng bị viêm nhiễm trùng, các hạch xung quanh có thể sưng to và kèm theo các cái triệu chứng toàn thân đó là bé có thể bị sốt, bỏ bú, quấy khóc nhiều, có khi là lừ đừ. Ngoài ra cũng một nhóm nguyên nhân rất là quan trọng ba mẹ thường bỏ qua đó là nguyên nhân về môi trường, đó là nhiệt độ phòng quá cao, ba mẹ ủ ấm con quá nhiều, mặc đồ quá chật, sử dụng các cái sản phẩm tắm gội không phù hợp với da của bé, hoặc là các cái dụng cụ như là khăn tắm, quần áo, khăn sữa của bé chưa được vệ sinh sạch sẽ, bé bị côn trùng cắn đốt. Và cuối cùng là một nhóm nguyên nhân ít gặp hơn, đó là các trường hợp như là hăm, phát ban, ban đỏ nhiễm độc ở trẻ sơ sinh hoặc là viêm da tiết bã ở trẻ sơ sinh. Để phòng ngừa các cái tình trạng mẩn đỏ trên da của bé thì ba mẹ cần lưu ý. Thứ nhất là để nhiệt độ phòng thoáng mát, mát mẻ. Thứ hai là mặc quần áo rộng rãi, ưu tiên những chất liệu cô tông mềm, không mặc quần áo quá chật hay ủ ấm con quá nhiều. Thứ ba là sử dụng các cái sản phẩm tắm gội phù hợp với da của bé, không tự ý sử dụng các cái bài thuốc dân gian, các loại thuốc lá tắm cho bé. Thứ tư là mình sẽ sử dụng các cái vật dụng, dụng cụ khi tiếp xúc với da bé được vệ sinh sạch sẽ, vệ sinh môi trường xung quanh bé sạch sẽ. Và cuối cùng là mình không nên tự tiện dùng các loại thuốc bôi da, đặc biệt là các loại thuốc có chứa corticoid khi chưa có sự hướng dẫn của bác sĩ. Khi bé có các triệu chứng như là sốt, bỏ bú, quấy khóc nhiều, các sang thương ở trên da của bé ngày càng tiến triển nặng hơn thì ba mẹ nên đưa bé đến các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và tư vấn rõ hơn. Trên đây là một số thông tin mà bác sĩ muốn gửi đến gia đình. Nếu ba mẹ thấy thông tin này hữu ích, hãy chia sẻ đến nhiều người hơn. Và nếu ba mẹ có những cái thắc mắc cần giải đáp, hãy bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các gia đình vào chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu tuần sau.